Chào mừng các bạn trở lại với kênh Hiếu Ích Avato nhé. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ không review những chiếc xe công nông chở vật liệu xây dựng hay chở đất chở cát nữa các bạn nhé. Ngày hôm nay thì các bạn có thể thấy ở đây có rất nhiều bèo hay còn gọi là cây lục bình các bạn nhé. Những cây lục bình này sẽ được vớt lên và chở vào trong cái trang trại nuôi trồng để cho lợn ăn các bạn nhé. Rồi, bây giờ các bạn hãy cùng với tôi đi review những chiếc xe công nông. Chiếc xe công nông một khối của chúng ta ngày hôm nay sẽ là chở lục bình các bạn nhá. Ở cái con kênh này nó rất nhiều là lục bình nên là ở cái trang trại người ta sẽ vớt về thả vào ao để cho lợn ăn, cho lợn, cho gà ăn các bạn nhé. Đừng khó đóng, không phải đóng luôn vào dễ xếp. Phải vứt vứt đá tí nữa nó đầy không đóng. Để cho nó dài cho được nhiều gì. Cho nó thêm. Thế không làm cái gậy gì. Cứ làm hai chuyến, ra chuyến nữa chứ còn vứt ù chuyến nữa. Cái này về thả vào ao để dặn cho một người chào nên dặn này. Ta giận nhá, ta có ổn. Vào cứ giận đi, giận thoải mái. Anh lôi ra cho hay lối ra đi, lối ra cho nó được nhiều. Bèo này để mang về cho cá ăn các bạn nhá. Đấy, bây giờ cỏ voi nó ít, phải vớt bèo cá nó cũng ăn. Đây là ngồi trên này. Hoa lục bình rất đẹp các bạn nhá. Còn đẹp hơn cả lan đột biến như đùa đâu nhỉ. Đây là lan đột biến. Đẹp hơn lan đột biến nhiều. Nhưng riêng tầm để mà ngắm kỹ đẹp, cực đẹp đúng không? Này. Rất đẹp luôn. Vớt hết cái kênh này thì cá phải lớn lắm nhỉ. Cái kênh này nhiều lắm. Nhiều lắm. Cái kênh này xã người ta có khi người ta thưởng tiền. Người ta thưởng chứ. Người ta đỡ phải mất công đi vớt. Vâng. Người ta lại nạ thành phố là bà không biết đang làm gì. Ở miền Nam nó gọi là cây lục bình, nhưng còn ở mình gọi là bèo Tây. Ở cánh đồng quê mình mùa này lúa đang rỗ các bạn nhá. Đấy, cảnh rất trên là bình yên. Trong khi chờ các bác nông dân đang vớt bèo vác lên trên cái xe công nông và bánh á, thì mình review cho bạn xem những con trâu con bò nhé. Nhìn những con trâu nó rất là bình yên, không phải lo nghĩ gì cả. Cuộc sống thôn quê nó là vậy các bạn nhé. Chở gạch cái trang trại đây. Lúc nãy nhìn trông hốt đấy mà nên lại nhỏ nhỏ. Như kiểu nó đánh đống rơm nhỉ, đánh đống rơm nhìn. Đúng rồi. Mẹ là đống rơm đấy, biết đống rơm à. Ô nhà cháu cấy 8 sào cô tưởng. Chẳng qua là bây giờ thôi đấy chứ còn. Bây giờ bán rau rồi, cấy.
Bây giờ thi cấy chưa chắc cô đã ăn được cháu đâu. Cái nhít này chị đấy, ở đây nó tủ đấy chị ơi. Cái nhít này. Ở đây đây không phải. Chị bắt ngang với này. Công trình hút cát ở đây
có 4 chiếc xe ô tô tải phục vụ đây các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Mình xin kết thúc video đây. Video ngày hôm nay khá là dài rồi, từ những chiếc xe công lông, chiếc máy hút cát và chiếc xe ô tô đổ ben nhé các bạn nhé. Rồi mình xin cảm ơn các bạn luôn theo dõi và ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Em đừng đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhá. Please subscribe my channel. Thanks so much. Goodbye.